test cái cục này cho củ nhuyễn mảnh. Rồi auto lock với speed lock. Thì bây giờ em đề xe nổ máy ha. Phía chứa gắn cái cục này thì em bấm khóa nè, không có tác dụng gì, không bấm được nữa. Bây giờ em gắn cục này vô. Bây giờ bấm nút này, lóc này, lóc này, lóc này, lóc này. Đó, mở cửa ra ngoài lóc luôn, mở cửa ra ngoài. Nếu mà chìa bên trong này, mà không lóc rồi. Đây, chìa bên ngoài ha. Đây, bên trong luôn. Đóng cửa không được. Đây, chìa bên ngoài. Đóng lại, lóc. Mở cửa mà. Mở cửa mà. Đang lóc rồi thì cái chìa khóa nằm ở đây nó sẽ được lóc rồi. Nó có một vài điểm mình lóc rồi. Bây giờ mở cửa phụ, đóng cửa phụ, chìa khóa ở ngoài, đóng lại lóc. Ngay đây cũng mình lóc. Đó, mình lóc rồi. Đóng lại nè, lóc. Chìa ngay đây nè, cũng mình lóc rồi. Ở đây không được, nó chớp mấy cái thì không được, chớp một cái thôi. À quên, anh em đổ cái anten bên này rồi. Không được, không được. À, đó, anh lóc rồi. Để xem. Đây, là test speed lock. Đây, chuyển lại đây. Rồi em sang số. Đây, lóc lại 5 cây số giờ lóc. Lóc. Rồi bây giờ đổ. Vẫn để đổ ha. Đứa nào mở cửa phụ anh lóc. Đóng lại trong khi mấy cửa kia vẫn lóc. Đây. Ngại ra đi lóc. Khi đang chạy ha, ai đó mở cửa à, đóng lại lóc. Đó, bây giờ em tắt máy. Tắt máy thì em có một cục này, bây giờ chìa khóa dựng ở đây. Thì em sẽ đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Có chìa cho mình lóc. Không cho mình lóc. Mở cửa ra. Lấy chìa ra. Đóng lại lóc. Lóc rồi. Lại được chưa? Lóc rồi. Thế là quăng chìa khóa vô, bấm lại không cho lóc. Bấm lại lóc.